Hôm 13 tháng 10, đội tuyển Hàn Quốc xếp hạng 26 thế giới đã đánh bại đối thủ Tunisia đứng hạng 29 thế giới với tỷ số 4-0. Đây chỉ là chiến thắng thứ hai dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann kể từ khi ông nhận trách nhiệm quản lý đội bóng vào tháng 2 năm nay. Trong tháng 9, Hàn Quốc đã giành chiến thắng 1-0 trước Saudi Arabia trong trận đấu diễn ra tại sân Etihad Park, Newcastle, Anh. Chiến thắng này đã giúp Klinsmann tránh được sự chỉ trích từ phía người hâm mộ và giới chuyên môn tại Hàn Quốc sau một chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng trước đó. Sau trận thắng 4-0 trước Tunisia, huấn luyện viên Klinsmann không tập trung nhiều vào kết quả trận đấu. Thay vào đó, ông đã nhắc đến phong cách cổ vũ của các cổ động viên Hàn Quốc và theo ông, khác biệt hoàn toàn so với người hâm mộ bóng đá ở các quốc gia khác. Huấn luyện viên Klinsmann đã chia sẻ, ở Hàn Quốc, tiền đạo Lee Kang-in, người ghi hai bàn trong chiến thắng 4-0 trước Tunisia, nhận được sự xem xét như một ngôi sao âm nhạc. Tôi tự hỏi liệu điều này có lợi cho cậu ấy không? Điều này đặt ra thách thức cho Lee Kang-in về việc duy trì tinh thần khi cậu ấy trở nên nổi tiếng. Tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ giữ được đôi chân trên mặt đất, luôn khiêm tốn và có tham vọng chiến thắng. Cậu ấy cần nhớ rằng một ngôi sao âm nhạc không biết chơi bóng và không thể ghi bàn, huấn luyện viên Klinsmann đã thêm vào. Trong thời gian là cầu thủ, Jurgen Klinsmann luôn được xem là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới trong thế hệ của mình. Mặc dù thế hệ đó có nhiều chân sút vĩ đại như Batistuta, Argentina, David Suker, Croatia, Romario, Brazil, Hristo Stoichkov, Bulgaria. Tuy nhiên, Klinsmann luôn duy trì sự ổn định và kiên nhẫn hơn so với những ngôi sao khác trong danh sách kia.